Quốc Dũng và Jenny xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Tin Buổi Sáng trên đài truyền hình Việt Mỹ. Phần tin buổi sáng ngày hôm nay gồm có các tin chính sau đây. Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận Hoa Kỳ và Nam Hàn tại hội nghị hàng hải ở Bali. Hàn Quốc sẽ sớm hoàn tất việc triển khai thêm 4 vị phóng xạ. Tướng Hoa Kỳ khẳng định sẽ đánh bại phiến quân IS tại Afghanistan. Vụ Charlottesville, một người ra đầu thú. Việt Nam chấp nhận hai tàu chiến Shepard 3.9 của Nga. Và sau đây là phần mở đầu tin tức thế giới cùng với sứ ngôn viên Kennedy. Myanmar cần lắng nghe người Rohingya. Myanmar phải bãi bỏ các hạn chế về đi lại và quyền công dân cho người thiểu số Rohingya nếu muốn tránh kích động chủ nghĩa cực đoan và mang lại hòa bình cho bang Rakhine. Ủy ban do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, đứng đầu ra phúc trình với kêu gọi như vừa nêu vào ngày 24 tháng 8. Phúc trình nêu rõ những khúc mắc giữa hai bên nếu không được giải quyết sẽ là nguy cơ gây hiểm họa thực sự. Đồng thời cảnh báo rằng nếu những tiếng nói của người Rohingya không được lắng nghe, họ sẽ dễ bị các phần tử cực đoan lợi dụng, tuyển chọn vào nhóm của chúng. Ngoài ra, phúc trình cũng đề xuất Myanmar nên thay đổi cách phản ứng liên quan đến cuộc khủng hoảng trong cộng đồng Rohingya, bởi vì nếu còn tiếp tục sử dụng quân đội để giải quyết vấn đề thì khó lòng lấy lại hòa bình cho bang Rakhine. Phúc trình được các tổ chức vì nhân quyền hoan nghênh cho rằng đó là cột mốc lớn cho cộng đồng người thiểu số Rohingya. Lý do là vì phía chính quyền của lãnh tụ bà Suu Kyi từng cam kết sẽ tuân thủ những điểm được phúc trình nêu ra, thưa quý vị. Tin từ Thái Lan, bà Dinh Lất yêu cầu người ủng hộ đừng tụ tập trước tòa. Cựu thủ tướng Thái Lan là bà Dinh Lất Sinawatra kêu gọi những người ủng hộ bà đừng tụ tập bên ngoài tòa án vào ngày mai khi bản án về trường hợp của bà được công bố. Bà Dinh Lất kêu gọi trên tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 24 tháng 8 như vừa nêu, với lý do nhằm tránh đụng chạm và cố tình từ những người khác, bởi điều đó sẽ có hại cho phong trào. Theo đánh giá là có đến hàng ngàn người ủng hộ bà Dinh Lất kéo đến tòa nằm ở phía bắc thủ đô Bangkok vào ngày 25 tháng 8 tới đây. Và chính quyền quân nhân cũng cho biết là sẽ triển khai một lực lượng đến 4.000 cảnh sát và nhân viên có vũ trang để giữ trật tự. Bà Dinh Lất bị quân đội Thái lật đổ vào năm 2014, kết thúc một giai đoạn xáo trộn chính trị do sự đối đầu nhau giữa phong trào áo đỏ và áo vàng. Những người áo đỏ chủ yếu là cư dân vùng quê Thái Lan ủng hộ bà Dinh Lất và anh trai bà, cũng là một cựu thủ tướng bị truất phế. Trong khi đó, phía áo vàng là thân cận với hoàng gia Thái. Theo công tố viên Thái Lan, thì bà Dinh Lất phải chịu trách nhiệm trong việc thất thoát khoản ngân sách lớn mà chính phủ của bà dùng để trợ giá lúa gạo cho nông dân xứ chùa vàng, kính thưa quý vị. Tin liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận Hoa Kỳ và Hàn Quốc tại hội nghị hàng hải ở Bali. Theo Kyodo đưa tin vào ngày 24 tháng 8, các đại biểu tham gia hội nghị an ninh hàng hải quốc tế lần thứ ba ở Bali, Indonesia, xác nhận rằng Triều Tiên đã sử dụng diễn đàn này để lên án cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Hàn Quốc diễn ra trong tuần này. Phát ngôn viên của Hải quân Indonesia là ông Gik Sibasuta cho biết, Phó Tư lệnh Hải quân Triều Tiên Ri Su-gyeong đã đưa ra lời chỉ trích trên trong một phiên thảo luận tại hội nghị. Sau bài phát biểu của Phó Đô đốc Philip Sawyer, tân tư lệnh hạm đội 7 của Hoa Kỳ đặt tại Nhật Bản, ám chỉ về cuộc tập trận, người bảo vệ tự do Uchi, gọi tắt là UFG, kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ hôm 21 tháng 8 tại Hàn Quốc. Ông Ri Su-gyeong cho rằng Hoa Kỳ đang có những hành động bất hợp pháp xung quanh lãnh thổ Triều Tiên và Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Ri Su-gyeong cũng cáo buộc các đồng minh của Hoa Kỳ như là Anh Quốc và Australia, cảnh báo các nước này sẽ đối mặt với một kết cục bi thảm nếu như họ cũng đùa với lửa. Trong khi đó, thì một đại biểu đã dẫn lời ông Sawyer nói với ông Ri Su-gyeong rằng các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ dựa trên luật quốc tế, thưa quý vị. Thêm một nghi can vụ tấn công Tây Ban Nha được tại ngoại có điều kiện.
Tòa án quốc gia Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 8 đã quyết định trả tự do cho Salah El-Karib, 34 tuổi, một người Maroc, một trong bốn nghi can bị bắt trong loạt vụ khủng bố bằng hình thức bom xe tại Barcelona và Cambrils, thuộc vùng tự trị Catalonia hồi tuần trước, làm tổng cộng 15 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương. Theo quyết định của tòa án, đối tượng Salah El-Karib, chủ một quán cà phê Internet tại thị trấn Ripoll, thường cho phép khách hàng điện thoại ra nước ngoài, đã được thả nhưng phải trình diện tại một tòa án địa phương hàng tuần và bị cấm ra nước ngoài để chờ điều tra. Một tài liệu của tòa cho biết, thẻ tín dụng mang tên Salah El-Karib đã được sử dụng để mua vé máy bay cho một nghi can khác là Tris Al-Kabir và giáo sĩ Abekabi Esati, đối tượng bị xem là kẻ cầm đầu nhóm khủng bố này và đã chết trong vụ nổ tại Akana đêm 16 tháng 8, trong khi nhóm này chuẩn bị chất nổ để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phát hiện cửa hàng của Salah El-Karib kinh doanh một dịch vụ bán vé máy bay như một trong các mặt hàng kinh doanh bình thường. Vì vậy, không đủ bằng chứng để buộc tội Salah El-Karib là một thành viên của nhóm trên. Salah El-Karib là nghi can thứ hai được tại ngoại có điều kiện. Trước đó, tòa án cũng trả tự do cho Mohamed Ala, chủ sở hữu chiếc xe ô tô sử dụng trong vụ tấn công tại Cambrils, do không đủ bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên, đối tượng này cũng sẽ phải trình diện trước tòa hàng tuần và bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị. Tin Italy, cảnh sát Italy đụng độ với hàng trăm người nhập cư ở Rome. Vào ngày 24 tháng 8, các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người nhập cư đã diễn ra tại thủ đô Rome, sau khi cảnh sát tìm cách giải tán hàng trăm người Ethiopia và Eritrea đang ở trong các lán trại tạm thời mà họ tự dựng lên tại quảng trường độc lập gần nhà ga trung tâm ở thủ đô. Cảnh sát Italy cho biết số người nhập cư này đã dùng gạch đá và chai lọ tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán số người này và hai người đã bị bắt giữ. Vụ đụng độ diễn ra do các nhà chức trách trước đó đã trục xuất khoảng 800 người nhập cư khỏi một tòa nhà ở gần nhà ga trung tâm mà họ đã chiếm dụng bất hợp pháp trong 4 năm qua. Số người nhập cư này sau đó đã dựng các lều trại giam tạm thời ở quảng trường độc lập để bày tỏ sự phản đối, chứ không chịu di chuyển đến chỗ ở mới do chính quyền bố trí. Người nhập cư đang là một vấn đề lớn đối với châu Âu, đặc biệt là với Italy, đất nước được coi là cửa sổ chính để người di cư bất hợp pháp từ Bắc Phi vượt Địa Trung Hải tìm đường đến châu Âu. Kể từ năm 2014 đến nay, có khoảng 600.000 người di cư đã đến Italy. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, số lượng người di cư đến Italy kể từ đầu năm đến ngày 20 tháng 8 đã lên đến 97.931 người, thưa quý vị. Nổ tại trung tâm Kiev trong ngày Ukraine mừng quốc khánh. Theo Sputnik và Tân Hoa Xã, vào ngày 24 tháng 8, cảnh sát thành phố Kiev của Ukraine cho biết một vật thể không xác định đã phát nổ tại trung tâm thành phố này, trong lúc đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm lễ quốc khánh của Ukraine. Tuyên bố cảnh sát nêu rõ vào lúc 14 giờ 6 phút giờ địa phương, đơn vị trực ban đã nhận được thông tin về một vật thể chưa xác định phát nổ trên phố Husevsky. Một người đàn ông và một phụ nữ bị thương trong vụ nổ trên. Ukraine đã tổ chức một lễ diễu binh với sự tham gia của quân đội 10 nước khác tại trung tâm thủ đô Kiev để kỷ niệm quốc khánh lần thứ 26. Tham dự sự kiện này có Tổng thống Petro Poroshenko, Thủ tướng Volodymyr Grossman cùng nhiều quan chức cấp cao trong và ngoài nước. Trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông James Mattis, kính thưa quý vị. Tin Tây Ban Nha. Tây Ban Nha cung cấp tin chính xác về âm mưu tấn công Rotterdam. Theo như AFP đưa tin và AP, vào ngày 24 tháng 8, cảnh sát trưởng thành phố Rotterdam của Hà Lan, ông Frank Paul, cho biết giới chức Tây Ban Nha đã cung cấp thông tin chính xác về âm mưu tấn công nhằm vào buổi biểu diễn của ban nhạc Alalas ở thành phố này. Ông Paul nêu rõ, chúng tôi đã xác nhận được thông tin chính xác từ cảnh sát Tây Ban Nha rằng một vụ tấn công sẽ xảy ra vào đúng thời gian, địa điểm và nhằm vào các ban nhạc này. Cảnh sát trưởng Paul cũng cho biết người đàn ông bị bắt ở tỉnh Brabant, phía nam của thành phố Rotterdam, bị nghi ngờ tham gia chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của đối tượng này. Ông Paul nhấn mạnh, mối đe dọa đã không còn vì chúng tôi đã bắt được một nghi phạm. Thông tin về địa điểm tiến hành âm mưu tấn công quá rõ ràng, nên với vụ bắt giữ nói trên, chúng tôi có thể kết luận rằng mối đe dọa đã qua. Trước đó một ngày, một buổi biểu diễn của ban nhạc Alalas tại Rotterdam đã bị hủy bỏ sau khi giới chức thành phố nhận được tin báo từ cảnh sát của Tây Ban Nha, thưa quý vị. Thủ tướng Ấn Độ, hợp tác quốc phòng ở Nepal là ưu tiên hàng đầu.
vào ngày 24 tháng 8, mạng tin IANAS dẫn tin tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc báo họp báo chung với người đồng cấp Nepal là ông Shebahadur Dhruva đang có chuyến thăm chính thức vào nước này. Cho biết hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nepal là ưu tiên hàng đầu giữa hai nước. Thủ tướng Modi khẳng định, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh là quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của cả hai nước. Các lợi ích quốc phòng của chúng ta phụ thuộc vào liên kết với nhau và sự hợp tác này để bảo vệ biên giới và an ninh cho người dân ở cả hai nước. Tuyên bố của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang ở trong tình trạng bế tắc và đối đầu tại khu vực biên giới Sikkim trong suốt hơn 2 tháng qua. Một điểm tin khác cùng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ sớm hoàn tất việc triển khai thêm 4 bệ phóng TAAD. Theo Yonhap đưa tin vào ngày 24 tháng 8, Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là ông Chung Ye-yong cho biết việc triển khai tạm thời thêm 4 bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối TAAD sẽ được hoàn tất trong tương lai gần. Ông Chung Ye-yong đưa ra tuyên bố trên trong một phiên họp của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc khi được hỏi về liệu có thể hoàn tất công tác triển khai các bệ phóng trên trong năm 2017 hay không. Ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa hôm 28 tháng 7, ông Moon Jae-in đã yêu cầu chính phủ nhanh chóng xúc tiến việc triển khai thêm các bệ phóng TAAD ở miền nam nước này, bên cạnh hai bệ phóng đã được triển khai trước đó. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Si-kung đã lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai TAAD của Seoul, trong khi cho rằng mọi quốc gia đều có quyền tự vệ trước những mối đe dọa từ bên ngoài, thưa quý vị. Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận Hoa Kỳ và Hàn Quốc tại hội nghị hàng hải ở Bali. Theo Kyodo, vào ngày 24 tháng 8, các đại biểu tham gia hội nghị an ninh hàng hải quốc tế lần thứ 3 ở Bali, Indonesia, xác nhận rằng Triều Tiên đã sử dụng diễn đàn này để lên án cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Hàn Quốc diễn ra trong tuần này. Người phát ngôn của Hải quân Indonesia là ông Gik Sibasuta cho biết, Phó Tư lệnh Hải quân Triều Tiên là ông Ri Sung-kyong đã đưa ra lời chỉ trích trong một phiên thảo luận tại hội nghị. Sau bài phát biểu của Phó Đô đốc Philip Sawyer, Tân Tư lệnh Hạm đội 7 của Hoa Kỳ đặt tại Nhật Bản, ám chỉ về cuộc tập trận người bảo vệ tự do Uchi, UFG kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ hôm 21 tháng 8 tại Hàn Quốc. Ông Ri Sung-kyong cho rằng Hoa Kỳ đang có những hành động bất hợp pháp xung quanh lãnh thổ Triều Tiên và Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Si-kyong cũng cáo buộc các đồng minh của Hoa Kỳ như Anh và Australia, cảnh báo các nước này sẽ đối mặt với một kết cục bi thảm nếu như họ cũng đùa với lửa. Trong khi đó, một đại biểu dẫn lời ông Sawyer nói với ông Ri Sung-kyong rằng các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ là dựa trên luật quốc tế, kính thưa quý vị. Tin Syria, phiến quân IS đề nghị quân đội Syria và Hezbollah cho phép rút quân. Theo Reuters đưa tin, tổ chức phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã đề nghị quân đội Syria và đồng minh Hezbollah cho nhóm phiến quân cực đoan này rút lui từ khu vực biên giới Syria với Liban sang tỉnh miền đông Deir ez-Zor. Thông tin trên do một quan chức thuộc Liên minh quân sự ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết vào ngày 24 tháng 8. Nguồn tin trên còn tiết lộ IS đã đề nghị đàm phán và rút quân, còn phía Syria và Hezbollah đã đồng ý. Quân đội Syria và đồng minh Hezbollah đang cố đánh bật phiến quân IS khỏi khu vực phía tây dãy núi Qalamau thuộc Syria giáp với biên giới với Liban, thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức thế giới, xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.